bí quyết hình dung tưởng tượng để đạt được điều mình mong muốn. Hình dung tưởng tượng là chiếc cầu nối giữa những ước mơ bên trong tâm trí và bên ngoài thực tế. Tất cả những gì mà con người có thể hình dung tưởng tượng ra đều có thể trở thành sự thật. Và để hình dung được thì điều đầu tiên anh chị cần phải biết là anh chị muốn gì. Thì trước khi đến với câu lạc bộ, Lý cũng không hề biết là mình muốn gì luôn. Có lúc thì mình muốn nhiều tiền, nhưng mà có lúc thì mình nghĩ là mình không cần đâu, là bao nhiêu cũng được, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, vậy đó, nghĩ vậy đó, không có nhất quán. Nhờ vào môi trường câu lạc bộ thì Lý đã biết là mình muốn cái gì và mình muốn trở thành ai và mục tiêu của mình là gì. Thì cuộc sống của chúng ta mà không có mục tiêu là không có đích đến, mà các anh chị không có nhìn thấy được cái đích đến thì các anh chị sẽ đi lòng vòng, đúng không ạ? Đó là cái lúc mà các anh chị không có nhìn thấy được cái hình ảnh, cái đích đến của mình. Và chúng ta có cái phương trình suy nghĩ thì sẽ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động, và hành động thì sẽ cho ra cái kết quả. Các anh chị, ví dụ như các anh chị xem bộ phim có cái cảnh vui, cảnh buồn. Cảnh vui thì các anh chị cười té ghế luôn, cảnh buồn thì các anh chị có thể là rơi nước mắt. Đó chính xác là đạo diễn đã tạo ra những cái hình ảnh để thay đổi cảm xúc của các anh chị. Những cái hình ảnh nó sẽ tạo ra cảm xúc và chúng ta tương tác với cái thế giới bên ngoài bằng cái cảm xúc. Chúng ta gửi những cái hình ảnh mong muốn của mình đến vũ trụ thông qua cái cảm xúc. Nên là để mà đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn thì anh chị hãy tạo cho mình một cái cuốn sổ hình. Và đây là cái cuốn sổ hình của Lý, hay gọi là cuốn sổ ước mơ, hay còn gọi là bức tranh tầm nhìn về những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái hình ảnh mình miêu tả cái tương lai của mình rõ ràng. Và cái tương lai mà mình muốn tạo nên, hãy để cuốn sách, cuốn sổ hình ở trên bàn làm việc hay là ở cạnh đầu giường của mình. Hãy dành thời gian để nhìn nó ít nhất là 2 lần, 2 lần mỗi ngày, sáng và tối, để hình dung, tưởng tượng, tin tưởng. Buổi tối thì thời gian trước khi đi ngủ là tốt nhất. Những cái suy nghĩ và hình ảnh được xuất hiện ở trong tâm trí của anh chị trong vòng 45 phút trước khi ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, sẽ được lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Thì những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh mà các anh chị nghĩ tới lúc đầu một ngày mới sẽ giúp cho các anh chị tạo ra một tương lai mà các anh chị mong muốn. Và cái bí kíp này là Lý đã ứng dụng và Lý đã đạt được là cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi. Và cái hình ảnh ở đây mà Lý đã tải trên mạng xuống và ghép vào để hình dung tưởng tượng cho nó có cảm xúc, đã đạt được đúng như cái mơ ước của các anh chị. Và đây là hình ảnh Lý đã cùng với các doanh nhân đến Thái Lan dự tiệc sinh nhật của doanh nhân Nguyễn Diễm. Và trong cái cuốn sách Bí mật của lực hấp dẫn ấy, là tác giả là cái ông Seth Canfield nói là cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn từng tham gia là sống một cuộc sống như mơ ước của bạn. Và mỗi năm bạn hãy tạo ra cho mình một cuốn sách hình mới với những cái ý tưởng tuyệt vời nhất. Khi bạn tiếp tục phát triển, tăng trưởng và mở rộng thì những cái ước mơ, những cái khát vọng của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng, phát triển. Điều này sẽ giúp cho bạn kích thích và truyền cảm hứng rất nhiều. Và bạn hãy nhớ lưu giữ và nâng niu cuốn sách hình, vì chúng không chỉ là ghi chép những cái giấc mơ của bạn mà còn ghi lại cái sự lớn lên, những cái thành tích của bạn. Không có gì quý giá hơn những giấc mơ của bạn. Giấc mơ đã trở thành hiện thực một cách vi diệu. Nếu anh chị nào mà muốn biết cách làm cuốn sổ hình cụ thể, và Lý sẽ nhắn tin cho Lý sẽ hướng dẫn các anh chị và Lý sẽ chia sẻ nhiều hơn nhé. Cảm ơn các anh chị.